về da mụn và da dầu các bạn nhé. À, tập trung vào da dầu, từ cái dầu nó mới sinh ra cái mụn. Thì trước hết Vân tự giới thiệu, Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Mình là Ái Hoa, từ New Jersey. Xin chào chị Vân, chào chị Ái Hoa, chào các bạn, Christine Hoàng ở San Pete, Florida, Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm ha. À, cái nguyên nhân mà nó sinh ra cái da dầu đó các bạn. Thật sự da dầu đó thì có thể là tại vì mình bẩm sinh mình sinh ra là da dầu, hoặc là khi mà người phụ nữ mình á mình sinh đẻ thì cái hormone nó sẽ thay đổi và cái da của mình nó sẽ tiết chất nhờn ra, và nó bắt đầu nó sẽ thay đổi dầu hoặc là hỗn hợp. Thì hơn thế nữa là những em bé đó, những mà tuổi thanh niên đó, những em mà tuổi vị thanh niên thì đa số là nó có cái làn da dầu rất là nhiều, vì thứ nhất là nó chưa có biết cái cách chăm sóc da đó. Da dầu mà không biết cách chăm sóc da thì nó rất là dễ bị mụn. Khi mà mình ở ngoài đường á, mình bị bụi bặm thì khi nó bám vô da dầu thì nó rất là dễ sanh mụn các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ giúp mọi người, những người mà có cái làn da dầu, cái cách làm sao để dùng cái lưu mì kết hợp với một cái loại mặt nạ mà nó lấy được cái da dầu và cái chất nhờn trên da, và đặc biệt là những làn da mà đang có những cái mụn li ti hoặc là những cái mụn lớn các bạn. Nó sẽ giúp hỗ trợ cho tất cả những cái mụn đó các bạn ha. Ok, sau bây giờ mình sẽ bắt đầu làm với chị nhé. Dụng cụ sẽ có là máy Lumispa. Nếu mà mình có makeup, nếu mà mấy chị có makeup không thì mình sẽ lấy makeup ra trước nha, bằng cái cream cleansing lotion và cái exfoliate. Cái này thì sẽ lấy được da chết của mình ra, và sau đó thì con sẽ dùng mặt nạ bùn là một trong những cái loại bùn non lấy từ dưới lòng biển của biển Canada, và rất là thiên nhiên natural, và nó sẽ giúp đi sâu vào cái lỗ chân lông của mình, và nó lấy ra được tất cả những chất dơ, chất nhờn, chất bẩn, chất dầu, chất phấn, đồ bụi bặm, đồ nó bám ở dưới lỗ chân lông. Thì những cái đó mà mình không có rửa mặt sạch thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Lỗ chân lông mình nó sẽ bị to ra và nó sẽ bị hư cái da mình rất là dễ dàng. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chăm sóc làn da dầu các bạn nhé. Nếu mà mấy chị muốn làm cái lấy da chết ha, thì mình sẽ dùng hai cái này ha. Mình có thể phối hợp với nhau để mình lấy được cái làn da chết trên làn da của mình. Makeup remove hoặc là lấy được cái da chết trên cái làn da. Dạ chị, mình cũng có thể làm được. Okay. Ừ, không có makeup. Không makeup nhưng mà một tuần mình lấy da chết một lần. Em muốn lấy cho cái mặt mình nó ẩm chút xíu các bạn nhé. Tại cả tuần này đi không có lấy da chết, giờ muốn lấy da chết. Và Vân đang dùng là một cái loại lấy da chết gọi là exfoliant scrub. Đó là một cái loại cát non nhẹ nhưng mà nó sẽ giúp lấy được cái da chết trên khuôn mặt của mình ra. Và trộn với chút xíu cleansing lotion. Sau khi mình dùng cái facial, mình làm cái facial này xong á các bạn, cái da của mình nó rất là mềm mịn, sạch cực kỳ sạch luôn. Ok, so mình sẽ rửa cho thật sạch ha. Sau khi mình massage cái mặt mình nó đều, xong mình sẽ rửa cho, mình dùng nước mình rửa cho thật sạch. Mình chăm sóc da tại nhà mình rất là tiện, mình không có cần phải mất thời gian và tốn tiền cho những sản phẩm, hoặc là tốn tiền cho mình đi spa với chị nhé. Ok, và bây giờ con sẽ rửa mặt. Ok,
Và bây giờ mình sẽ rửa mặt, bắt đầu bằng máy rửa mặt siêu thông minh các bạn nhé. Chiếc máy rửa mặt rất là nhỏ nhưng mà nó có vỏ lắm các bạn ơi. Có 5 loại gel khác nhau dành cho 5 loại da các bạn. Và nếu như cái loại da mình á là thuộc loại da mụn với da dầu á thì nó sẽ có cái gel cho loại da mụn và da dầu nhá. Mình thoa đều hết mặt nhé. Khi mình mở máy nhé. Mấy chị có còn nhớ công dụng của chiếc máy này không? Làm sạch. Anh nhớ công dụng của chiếc máy này nè. Làm sạch. Mềm, mịn, săn, tương nhỏ, lỗ chân lông. Làm mềm, làm mịn, làm săn chắc. Làm sạch sâu. Tương nhỏ, lỗ chân lông. Gì đó không? Làm sạch sâu, massage da, làm tái tạo da, giúp tái tạo da. Massage da, làm sạch sâu. No, đi nào. Gì nữa? 7 công dụng nữa mà. Biết lên da mình nó mềm, nó sáng ra, biết vậy thôi á. Massage. Làm sáng da. Để căng sáng mịn. Đó, này nó có công nghệ chống lão hóa mà nó vừa chạy nó làm cho da mình nó có 7 công dụng rất là tuyệt vời các bạn. Tái tạo da, tái tạo làn da, thể nói chung là rất là sạch luôn. Mình ngày nào mà mình không rửa máy này là mình tiêu mặt mình nó dơ, mình đi ngủ không có ngon. Đúng vậy, chính xác. Okay. Cho dù mình không cần này, mình có thể để lăn lóc trong trong bồn tắm của mình cũng được các bạn. Nó sẽ không có vô nước nha. Nó sẽ không vô nước và chỉ trong vòng 2 phút thôi, mình vừa tắm mình vừa rửa mặt. Rất là tiện, không có mất thời gian. Và nó làm cho mình cái cảm giác rất là thoải mái sau khi mình xài cái chiếc máy này. Tại sao con người mình cần tập thể dục? Tại sao mình cần tập thể dục ha? Mà cái da mình không tập thể dục cho nó mà. Mình giống như mình đang massage da mình mặt. Không. Đây là cái tập thể dục cho da luôn các bạn nha. Vì nó có cái độ rung massage của da đó thì nó sẽ giúp cho cái da mình nó kêu là blood circulation đó. Là máu huyết nó sẽ lưu thông hết và cái mặt của mình nó lưu thông máu huyết thì cả người mình cũng ảnh hưởng khỏe theo các bạn. Ok, còn sau 2 phút rồi ha, tự động nó sẽ tắt. Và bây giờ mình sẽ rửa mặt thật sạch nhé. Mình thích cái này là nó không. Bên nói là cái này nó dễ rửa lắm. Mình sẽ bơm với nước là rửa rất là sạch. Nó giữ vệ sinh rất là sạch, không có lo. Mình thích là mình không có vô nước hết, cho nên mình đi tắm mình có thể cầm theo trong lúc trong phòng tắm. Tại mình làm đẹp thì mình ngồi đây thôi, còn không mình đi tắm mình cầm mình vừa tắm vừa rửa luôn, rất là tiện, không có mất thời gian. Có nhiều người nói trời ơi mua máy nhiều về không có thời gian làm, trời ơi cái này có 2 phút nó set up sẵn rồi. Nó mình đi tắm đằng nào mình cũng rửa mặt thay vì rửa bằng tay thì cái này nó vừa massage nó làm sạch sâu trong da mặt của mình. Okay. Cho nên cho dù bởi vì khi mà mình rửa mặt sạch đó mình feel tự tin lắm, mình không cần phải mình feel cái mặt này nó sạch, bỏ cái gì lên nó cũng vuốt và mình thấy cũng mình hết trơn. Dạ, chào chị tới. Bây giờ mình đã rửa mặt sạch rồi. Thì cái bước kế tiếp á mình sẽ đắp mặt nạ các bạn. Mỗi cái step như vậy mình có thể xịt giữ ẩm cho cái da mình thêm khoáng chất và thêm cái chất ẩm của da. Rồi mình sẽ lắc lên ha, cho nó đều và
mặt nạ này rất là lợi hại, những em nhỏ khoảng cỡ 15 tuổi cũng có thể xài được ha. Có ba đứa con trai tuổi vị thành niên, nó rất là thích xài cái mặt nạ này vì nó giúp cho cái da của mấy đứa nhỏ rất là sạch, và khi nó sạch thì nó sạch và nó hút hết tất cả các chất dầu chất nhờn luôn. Và khi nó sạch không có chất dầu chất nhờn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ không có mụn các bạn, cho nên đó là lý do nó rất là thích. Ok, đơn giản ha, mình chỉ có ho lên. Ho lên một cái lớp điều điều cái mặt của mình nhé. Da mặt mình nó dầu nhiều lắm, nhờ cái này nè, nó bớt dầu nè. Hồi xưa nó dầu ra đường là bóng lưỡng à. Đặc biệt là cái người mà có da dầu nó rất là dễ bị cằn cỗi, bị lão hóa. Dễ bị mụn nữa, mấy người da dầu dễ bị mụn. Dạ, da dầu thì chắc chắn là nó sẽ bị bụi bặm nó đóng và nó xông ra mụn rất là dễ các bạn. Vân đang vẽ cái mặt mình không có kiếm cho nên là không có mọi kiếm mà mọi kiếm ra, cho nên nó rất là funny nè. Em đang ấy chút em đẹp chưa chị Hương? Đẹp nha. Rất là đẹp em ha. Em đang đập làm chị Vân làm chút em gọi là chị nhé. Em đang nhìn cái camera để em vẽ cho nó một con nhìn kiếm. Nó bán à. Hôm nay vẽ mặt nạ vui á, lâu lắm rồi không đắp mặt nạ xinh này. Ok, mình nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm không biết làm đẹp cho mình. Bây giờ làm xấu để đẹp nè. Bây giờ mình đang làm xấu hơn để được đẹp. Okay, chút xíu chị sẽ thấy đó, là nó sẽ khô. Và khi nó khô thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể đắp cái tay của mình cho nó mình. Khi nó khô á thì nếu như cái mặt của mình nó dầu á thì nó sẽ hút xuống và lỗ nó hút xuống dưới tận lỗ chân lông của mình. Và nếu như mà cái mặt của mình nó khô á thì nó sẽ nứt ra, mình sẽ thấy được. Có nhiều cái da gọi là da hỗn hợp á thì mình sẽ thấy nó giúp mình quân bình cái loại da, quân bình cái da của mình lại. Rất là tuyệt vời, đẹp quá. Và mình đắp cái mặt nạ này á, thứ nhất là mình cảm giác nó mát, rất là mát, đúng không mấy chị? Có ai thấy mát giống em không? Rất là mát. Và căng xanh, rất là xanh. Thì cái da mình nó căng vậy. Và mấy chị thấy nó bắt đầu nó khô ha. Nó khô là nó sẽ chuyển cái màu như thế này ha. Nó chuyển cái màu và chút xíu nó sẽ chuyển nguyên cái màu. Thì nó khoảng cỡ còn 15 phút là 15 đến 20 phút. Vẫn bị đứng này. Nó khô đó, thì đắp là dày. Khô thì mình sẽ thấy, tùy theo cái mình đắp dày hay là mỏng á, thì mình sẽ thấy được cái da của mình nó sẽ có lỗ và nó hút chất dầu khô nhé. Điều là trên mặt của mình. Được. Hai chị có kinh nghiệm gì cho cái mặt nạ này? Có ai có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho mặt nạ này không? Kinh nghiệm của mình là hồi trước cả nhà mình rất là giàu, lỗ chân lông to, nhưng mà khi mà mình đắp mặt nạ này thì thường thường cái chỗ mũi nó khô á, cái chỗ lỗ mũi mình á nó khô á. Những người mà có cái lỗ chân lông quanh mũi ha là nó hút nó khô trước, là mình thấy cái lỗ mũi nó lỗ lỗ này lỗ lỗ vậy đó.
Thì nó hút dầu mà, nó hút dầu, nó hút ra hả? Cái dầu trong mặt đó, mình cho nên sau khi mà khô, cho nên khi mà mình cắt cái này á, thời gian là cái mặt mình nó bớt dầu như vậy, nó giảm đi rất nhiều. Okay. Mà rửa cái mặt xong nó da mình nó rất là mịn nha mà chị. Đó rất là mịn. Okay. Rồi chị Kristen thấy như thế nào? Thấy nó cũng căng á, tại lần đầu tiên em cũng xài thì da em không có mụn, da không có mụn. Đây là lần đầu tiên chị xài hả? Dạ. Thấy nó cũng căng á. Ok. Nó đang khô, căng. Ok. Nó cũng dễ chịu. Cảm giác nó căng, nó xăng đúng không? Dạ, cũng dễ chịu. Có ai cảm giác nó mát không? Có, mát. Ok, rất là mát đúng không? Ok. So, cái mặt nạ này á, nó sẽ làm cho mình rất là dễ chịu. Nhưng mà đặc biệt là chỉ cái mặt nạ này mình không thể ngủ qua đi các bạn nhé. Mình phải rửa và không có mất nhiều thời gian. Nếu mà những người mà mình nói là không có thời gian để chăm sóc da đâu. Thật sự khi mà các bạn về nhà đó, các bạn chỉ cần rửa mặt sạch. Xong rồi mình để lên. Rồi bây giờ như vậy nè. Thì mình sẽ, chị gì sẽ xảy ra? Mình sẽ đi nấu ăn. Rồi mình sẽ đi làm công việc nhà, công việc nhà cửa đi đó. Sau 15-20 phút, mình sẽ đi tắm một cái là nó ra hết. Hoặc là đi rửa mặt thì nó ra hết. Thì nó không có mất nhiều thời gian của mình các bạn. Và nó sẽ giúp cho mình, cái vấn đề là nó sẽ giúp cho cái da của mình càng ngày càng khỏe và trẻ. Còn nếu như mà các bạn, mình nói mình không có thời gian để mình chăm sóc da của mình, thực sự đó là cái cớ thôi. Và nếu như mình thật sự muốn đó, là mình sẽ có cách các bạn. Chắc chắn mình sẽ bóc cách nhé. Đó là cái điều mà Hoa hay làm đó. Mỗi lần đi làm về là mình rửa mặt sạch, là mình đắp lên, là mình đi nấu ăn, mình dọn dẹp gì xong xuôi là đi tắm luôn, là rửa cái mặt khô là đi tắm luôn. Dạ. Thì đó là rất là nhiều người mẹ đang làm. Ví dụ như mình nói là bận quá thì làm sao để làm? Thì mình chỉ có chép lên trong 1 phút là mình xong rồi các bạn. Vâng, thực sự Vân chép bằng cái chổi chứ mà các bạn mà để lên tay các bạn cứ chép lên một cái chùm vòng 30 giây là các bạn đã xong nguyên khuôn mặt rồi đúng không? Và lúc đó mình chuyện gì xảy ra mình cứ đi làm công việc thoải mái đi, đâu có ai cản mình đâu đúng không? Đâu có ai bắt mình ngồi chỗ như vậy đâu. Và trong vòng 15 phút thì nó sẽ khô cứng căng lên và nó đổi màu như thế này nè, bạn sẽ thấy nó đổi màu và nó khô như thế này. Ok, là xong nha. Đó, vậy là mình có thể rửa được nha. Okay. Chắc có lẽ đắp hơi dài cho nên là nó chỉ khô trước em không? Mình quạt nè, có cái quạt chấm bao khô. Nó khô á. Ai có câu hỏi gì cho Vân không? Nếu mà các bạn có nhu cầu gì về da, các bạn có câu hỏi gì cho chị em không? Các bạn có thể bấm dưới ha, da mình là da như thế nào? Bản thân Vân là 15 năm trong kinh nghiệm trong về bên làm đẹp. Vân có tiệm nail và Vân làm facial cũng là 10 mấy năm. Các bạn có cái bằng facial và làm facial. Và Vân cũng làm rất là nhiều cái dòng sản phẩm. Nhưng mà Vân đặc biệt là do Vân rất là thích cái dòng sản phẩm này vì nó thiên nhiên. Sorry. Vì nó rất là thiên nhiên các bạn. Đó là thiên nhiên, nó không có quá chất trong này cho nên là mình dùng cái da của mình nó càng ngày càng khỏe càng đẹp. Đó là cái mình thích. Và nếu mà ai mà có nhu cầu gì về đặc biệt về da và các bạn cần tư vấn về da thì bạn cũng có thể nhắn tin cho tụi Vân. Vân cũng có thể giúp các bạn làm sao để mình hiểu sâu hơn về cái làn da của mình và làm sao để mình có thể chăm sóc làn da của mình càng ngày càng khỏe hơn các bạn. Bé Trinh nhắc trống nè, làm cái này nó làm mờ vết thâm nè, căng da nè, đúng là rất là căng. Bây giờ cái mặt mình không nhúc nhích, cái miệng mình nói nó căng. Nó mới đầu thì nó nóng, đúng rồi, mới đầu nó nóng rồi nó là tại vì nó hút lên mấy cái chất độc ở dưới da mình đó. Xong mới đắp xong cái là nó dịu lại, nó rất là mát. Khi cái mặt mình nó căng mà nó mát rồi. Rửa. Đúng rồi chị, mới đầu thì nó tại vì nó đang hút cái mấy cái chất độc ở dưới da mình đó. Đây là lần đầu tiên chị làm đó. Dạ. Nên chị chưa có quen với cái này đó. Thì chị cảm
cảm giác nó hơi khác chút xíu, nhưng mà thật sự ra đó là nó khi mà chị xài một hai lần rồi á, chị quen cái này rồi đó thì chị rất là thích nó. Em thì đắp lên em cảm giác nó mát, rất là mát đó. Giờ các bạn thấy ha, nó khô rồi, mặt mình khô rồi mới đi rửa mặt nhá. Dạ, thấy nó lỗ ha, chỗ cái mũi có nghĩa là nè, hai bên đây nè, dầu nè các bạn ha. Hoặc là nếu mà nó láng nó mịn như vậy á, có nghĩa là cái da của mình nó là da natural normal, da normal ha, thì nó sẽ không có nứt, không có lỗ, okay. Thì nó sẽ láng như vậy. Còn nếu mà cái da mình da dầu thì nó sẽ lỗ để hút chất dầu ha, thì sâu xuống dưới. Nó cũng bị nhưng mà không có bị nhiều, đã lãng là đầu tụi mình bây giờ là nhanh nhúm lên rồi phải không, ngăn chặn được cái lão hóa của da. U40 hết rồi mà không nhăn sao được. Dạ. Yeah. Okay. Okay. So, đơn giản như vậy thôi các bạn, vì mình vừa làm mình vừa tám cho nên là nó hơi lâu chút xíu, nhưng mà nó rất là đơn giản. Là các bạn rửa mặt xong rồi các bạn đắp mặt nạ xong rồi sau đó các bạn để kem dưỡng thôi nha, để kem dưỡng, để dưỡng cái da của mình săn chắc nè, mịn màng nè, có độ ẩm của da. Và sau đó thì mình là băng đêm thì mình sẽ dưỡng chút xíu, moisturize băng đêm, kem dưỡng đêm cho cái mặt mình nó mềm. Vỗ cho nó xanh giống như mong em bé. Cho cái mặt của mình nó có độ ẩm ha, thì khi mà nó có độ ẩm thì nó sẽ không có cằn cỗi các bạn, nó không có già, nó không có cằn cỗi. Và nhớ là những bạn mà da dầu da nhờn đó thì mình cũng xài chống nắng nha, chứ không phải là mình không xài nha, mình xài được số lượng ít của chống nắng thôi, vì nếu mà xài nhiều thì nó hơi nhờn. Nhưng mà mình cũng vẫn phải ban ngày vẫn phải xài chống nắng để mình bảo vệ cái làn da của mình, để làn da của mình không có bị hư bởi những cái mụn thâm đen này kia. Và đây là cái bộ sản phẩm mà chuyên cho da dầu và da nhờn các bạn. Vâng, đã hoàn tất cái facial này rồi ha. Cảm nhận của Vân là rất là mịn săn căng và mềm mại, cái da rất là mềm, rất là thoải mái. Ok, rồi mấy chị cảm nhận với chị như thế nào nè? Rất là tuyệt vời, da mình bây giờ rất là xanh. Ok, rất là xanh.
chị Kristen như thế nào? Thấy mịn rất là sạch, trong sáng, rất là khỏe, da feel like rất là khỏe. Okay, very good. Ok các bạn, đó là cái facial mà tụi mong chia sẻ cùng các bạn ha. Cái cách chăm sóc và nhớ là mình tất cả các da gì đi nữa mình cũng cần phải uống nước mỗi ngày các bạn nhé. Uống nước cho đủ nước trong người thì cái da của mình nó mới đẹp được. Còn nếu như mình không đủ nước thì cái da của mình nó rất là dễ khô và cắn cổ nha. Mặc dù mình đang nói những cái da nhờn nhưng mà thật sự da nhờn thì nó dư nước, nhưng mà cần phải có nước thì cái da mình nó khỏe được nha. Và bên cạnh đó là mình cần phải chăm sóc da, rửa mặt thật là sạch sẽ mỗi ngày nha. Rửa mặt sạch mỗi ngày thì cái da của mình nó sạch thì nó sẽ không có bị mụn, không dễ bị mụn. Và đặc biệt là da dầu mình cần phải chăm sóc kỹ hơn so với tất cả các làn da khác, vì da dầu nó nhờn, cái nhờn thì nó sẽ bụi bặm, nó sẽ bám vào thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra mụn rất là dễ, và hoặc là nó sinh ra nám rất là dễ các bạn. Cần phải rửa mặt một ngày ít nhất 2 lần các bạn nhé, 2 lần. Ok, đó là những cái mà tụi con chia sẻ. Và nếu anh chị mà có những câu hỏi gì liên quan đến những cái làn da thì cũng có thể nhắn tin riêng cho tụi con, và tụi con sẽ giúp anh chị tư vấn làm sao cho dùng những cái sản phẩm thích hợp với cái làn da của mình, vì làn da của mỗi người mỗi khác các bạn. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chào cả nhà, bye. Bye.